Xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Hùng Anh nha. Hôm nay em qua bên mà Bình Khánh nè, em cũng xử lý lại cây mai nè. Anh em cái tai hại không? Cây mai nè, em làm nè, nó ra rễ nó sống nè, rồi á vậy nè, mà cái đi tưới phân NPK bị phạm phân nè anh em, bị phạm phân với phun phạm thuốc nữa nè anh em. Bây giờ nó cháy lá như vậy rồi nè, giờ buộc phải nhổ ra xử lý lại, chứ không xử lý lại nó chết anh em. Thì sẵn em quay cập nhật cho anh em tham khảo cái tác hại tưới phân, mà không cũng như thí dụ như em hay chia sẻ với anh em đó, là cây mai của mình anh em quậy nước anh em tưới giả tỷ, thí dụ em chia sẻ là chậu 5, chậu 6 thì anh em chỉ tưới 2 lít nước phân thôi, một ca 2 lít thôi. Chậu 7, chậu 8 anh em tưới 4 lít, chậu 9, chậu mét là anh em tưới 6 lít cho em. Chậu mét mét 2 đó mà mỗi cái là coi như là mình một tấc là mình tăng lên 2 lít anh em. Thì nó vừa cho cây mai của mình, em đã cân lượng đo đếm rồi. Em làm em thấy ok em mới quay lên chia sẻ với anh em. Còn như nào ông anh này á, ổng xài trong máy bơm á, rồi cứ quậy vô rồi tưới rồi cái này nó mới cháy lá trơn luôn nè anh em, là cái này là hiện tượng dư phân nè anh em. Rồi phun thuốc sâu bọ chỉ cũng không lường, cứ nhắm không. Bởi em nói chăm cây mai mà giá tỷ mình cứu được cây mai nó sống lại, nó khỏe mà mình cũng mừng muốn chết. Rồi đi cơ 2, cơ 3 đang chuẩn bị vô mầm kim hết rồi, bây giờ tưới phân tưới thuốc nó cháy ghê, nó bị dư phân nó cháy lá nè. Rồi nè anh em thấy không, nó cháy dày rồi sao mà sống đây, mà cây mai đang sung mãn đang tốt như vậy nè. Đó, đang tốt như mấy cây ngoài đó vậy đó. Đó anh em thấy không, mà bây giờ để nó bị cháy như vậy đó. Bởi em nói với anh em, nó vô nụ như vậy rồi nè. Thì mấy cây này em cứu đợt đầu nè anh em, rồi mấy cây đợt sau ảnh ở đây anh không có cái trang trại, em để trời mưa đó, vậy em đem về bên nhà em xử lý lại. Bởi em nói với nhiều khi nói nhiều anh em chăm sóc cây mai hay lấy thuốc em về cứu cũng vậy nữa, nhớ coi cái cà clip em coi tới coi lui, tua tới tua lui cho nó kỹ. Khi cây mai nó nhú mầm sao rồi, em có lên một cái cà clip là để chỉ cho anh em xài phân thuốc tưới cái chậu bi lớn là tưới bao nhiêu lít phân nó vừa. Thì anh em nên nhớ kỹ giùm em cái điều đó, cái đừng có tưới đại vô cái tí. Em nói phân hữu cơ nó cũng phạm nữa, hay là phân mà NPK phạm phân không nói, mà phân hữu cơ anh em tưới nhiều quá nó cũng bị dư nữa, nó cũng bị lắm lúc nó cũng bị phạm phân nữa, và nó cũng sẽ bị trái lá như vậy nữa. Bởi anh em nếu mà chấp nhận chơi mai, đây là em có cái lời tâm sự thôi ha, mình chấp nhận chơi mai thì mình mua cái đồ để về lường, ngoài tiệm mấy tiệm kiển nó bán thiếu gì, anh em nơi lường đâu đó đàng hoàng theo đúng của quy định của nhà sản xuất đồ còn đỡ. Còn anh em mà cứ nhắm có ngày là cây mai của anh em đi nấu bánh tét không ấy là nó si rồi phải xử lý lại đó. Em nói thật sự với anh em vậy đó, nó ra rễ rồi nhổ lên nè, mới rửa lại nè anh em, đang mà xử lý nè, nó cháy mấy cái này nè, cái đầu rễ này là rễ hút nước nè anh em, mà nó cháy như vậy rồi giờ làm sao, nên nó hỏng hút nó mà lên nó mới cháy lá. Đó là do anh em tưới phân mà nó không có mà đo đúng cái liều lượng, cứ tưới đại nhắm chừng tưới đại là có ngày sớm muộn gì cũng vậy là nó sẽ tiêu cái cây của mình. Để em nói với anh em vậy đó, tưới phân tưới thuốc làm ơn sắm cái ca mà múc nước tắm của mình á 2 lít, ha ca 1 lít cũng được, tùy anh em, ca nhỏ thì 1 lít, ca lớn thì nó 2 lít, 2 lít mốt mà em tính 2 lít á là chậu 5, chậu 6 anh em tưới, mà nếu ca 2 lít thì anh em tưới cho em là 1 ca, còn như ca 1 lít thì anh em tưới 2 ca, chậu 7, chậu 8 thì anh em tưới 4 lít. Thì em nói vậy đó, anh em muốn sắm cái ca 1 lít hay 2 lít tùy anh em, nhưng mà anh em phải cân theo đúng cái liều lượng như vậy á. Anh em pha phân, em nói giờ pha cái liều sao không biết, nhưng mà tưới 2 lít là 2 lít. Anh em tưới từ từ nhẹ cho nó giáp chậu thôi. Chứ cây mai nó nhạy cảm lắm, nó dễ bị cháy mà phân NPK lắm anh em. Tưới hơi đẫm cái là nó cháy liền, dư cái là cháy.
nó cháy rồi nó xi như vậy anh em phải làm lại cực khổ anh em không. Bởi mình chơi mai thì anh em nên nhớ là mình phải sắm cái đồ lường đâu đó đàng hoàng, lường thuốc, lường phân ha, để mà đừng có xảy ra những cái tình trạng mà dư phân cháy lá rồi xi cây như vậy. Chứ đừng có nhắm chừng nữa, nhiều khi nhắm chừng cũng là một cái tai hại của cái nhắm chừng. Ở đây là em chỉ có cái lời tâm sự để phiên anh em chơi chơi mai thì mình đầu tư những cái chung lường thuốc hay cái gì đó, rồi tưới phân cũng vậy, rồi sắm cái ca là mình múc mình tưới cho nó vô cái khuôn cổ thì nó không bao giờ bị phạm phân. Thì ở đây em chăm mai của em mai nhà hay gì đó là em phải có cái ca đo liều lượng hết anh em. 2 lít là chậu 5 chậu 6 là 2 lít, em nhắc lại lần cuối ha. Chậu 5 chậu 6 anh em tưới 2 lít nước phân cho em, chậu 7 chậu 8 tưới 4 lít, chậu 9 chậu 1 mét tưới 6 lít là nó vô cái khuôn khổ nó ok à. Chậu 1 mét mét 2 thì mình chưa tưới 8 lít, nó là bao nhiêu đó thôi là cây mai của anh em là nó ok à. Tại em làm rất nhiều nên em có chia sẻ với anh em cũng rất nhiều rồi đó. Thì giờ cái này bấm rễ lại anh em, bấm bỏ mấy cái đầu rễ này lại đăng mình cuốn nó lại. Còn anh em mà để nhiều anh em không mới biết chơi á, phạm phân thì ta nhổ lên, ta cắt rễ lại đi, đặng cho tạo cái rễ mới cho nó thì nó còn cái đường sống lại với con tàn bỏ lại. Đừng có tiếc với anh em, đừng có tiếc gồng lại, cứ để đại đó rồi tưới dưỡng rễ lại không có đâu anh em. Nó đã cháy rễ rồi là anh em không xử lý lại là nó cũng vậy anh em, nó hư hết rồi anh em. Anh em nên phải cắt đầu rễ lại, trả lại cái mạch tươi lại, đặng thông cái mạch nó không hút được cái, nó bị cháy rễ, nó không hút được cái dinh dưỡng lên, nó mới lên lá vàng rồi từ từ nó lị. Dưới tưới nước thuốc đồ em nói với nhiều anh em không có tin em không à. Cây mai giá tỷ mình cứu rồi nó ra tược, nó đụng nhựa rồi tưới nước thuốc rồi tưới sát gốc rồi em hay chỉ hoài. Tưới ra ngoài cái nó đang đụng nhựa là nó bị chai đầu rễ. Rồi nó đứng khựng lại. Bây giờ anh em tưới nước thuốc gì cũng vậy, tùy anh em. Ha, em nói thẳng ra chứ không phải là riêng cái thuốc của em mà em chia sẻ, không có thuốc nào cũng vậy. Nếu mà cây mai đang đụng nhựa thì tốt nhất anh em bỏ 10 ngày, 20 ngày nó giả thể thấy nó đụng nhựa rồi đó. Còn thương cái cây của mình thì anh em tưới chừng 1 xị. Tại sao nhiều anh em cũng chia sẻ ở tưới chừng 1 xị hàng lít vào sát gốc này thôi, sát trong gốc trong thân, đừng cho nước thuốc ra ngoài đầu rễ. Tại sao lúc em cứu cây mai em cũng khuyên anh em là làm kiếm cái chậu cho nó vừa cái bộ rễ ở ngoài, đặng mình tưới nước thuốc nó không bị phạm phân phạm đừng có bị chai đầu rễ. Thì nó đang đụng nhựa mà anh em tưới nước thuốc nó tràn ra là nó đang đụng nhựa lên màu trắng đi, chuẩn bị ra rễ đi. Anh em tưới nước thuốc lên là nó chuyển ra màu vàng là không bao giờ ra rễ nha anh em. Em nói cho anh em biết vậy đó. Chỉ có đụng nhựa màu trắng rồi nó tự ra rễ cám đi ti. Anh em cứ để ý coi đúng như lời em nói không. Thì em đây là chia sẻ những cái kinh nghiệm. Thì có nhiều khi nhiều anh em mà không đồng tình với em, nhưng mà nói em chỉ quay thực tế, em làm toàn là thực tế không à. Mà tại vì cũng có nhiều anh em mà không hiểu em, nên nhiều anh em cũng buồn quèn em. Thì anh em nào em nói thẳng ra, mở lên tư nói thẳng ra, nghiêng lật úp cái mai xuống đằng em cắt luôn cho nằm xuống. Nhiều anh em không tin em á, em nói nhiều khi nói để mà em làm mà em nói thật sự em làm thực tế trước mặt anh em không à. Anh em phải tè lại như vậy nè, tới mí tươi lại vậy nó mới ra rễ nè. Còn thằng tè mà hà tiện là anh em cũng thua nữa. Rồi chăm á thì mình cứ thấy đụng nhựa rồi thì tưới nước thuốc sát gốc thôi, tưới nửa lít ha, 1 xị. Cây bự thì tưới nửa lít hay 1 lít ha, 1 xị. Cây nhỏ là tưới 1 xị, ít lại một chút có nước thuốc đặng nó cầm ra cho cây mai, chứ không phải rồi khi cây mai nó đang đụng nhựa nó ra rễ, nó đang chịu thuốc rồi mình phải tưới thuốc đặng nó mới hỗ trợ nó ra rễ. Chứ còn như nhiều anh em nói thiệt, khi làm thấy ra rễ rồi thôi, cây mai tôi sống rồi, thấy đụng nhựa ra tự rồi sống rồi, không có đâu anh em.
đùng nhựa nhựa ra ra tược, em đã nói rồi hoài à, cây mai á nó đùng nhựa nó ra tược là cấp đó nó mới có đùng nhựa thôi, nó chưa có ra rễ đâu. Anh em phải tưới nước thuốc chẳng cho nó ra đi cơ hai mới chứng tỏ là ra rễ cám ha. Cơ hai cũng mới ra còn ra ít nữa, chừng nào á anh em rồi á, mình cứ tưới dưỡng rễ, dưỡng tưới kích rễ vô hàng tuần, phải tưới đặng cho bộ rễ nó thiệt là mạnh, đặng nó mới hỗ trợ cây cơ mới đi cơ hai. Nhờ nhiều anh em nhiều khi chăm mà không hiểu, như em đi cơ hai rồi em vẫn tưới kích rễ cho đàng hoàng, mà trái tỉ trong đó tưới hai ba cử nữa rồi xong em mới cộng với cái thêm cái thằng hữu cơ, hữu cơ mà pha loãng cho nó có thức ăn đặng cho có phân thì cái lá mai của mình nó mới dày ha, nó mới xanh. Còn như anh em tưới kích rễ không á thì cái lá nó mỏng, em nói thật sự với anh em vậy luôn, để cho anh em mà có mà cái tham khảo mà làm. Lật lên nữa còn coi nó còn sót cái nào không anh Tư, chứ không phải là em mà nói dốc nói xạo gì anh em, mà em cũng làm thực tế trước mặt anh em không à, anh em thấy không, em đâu có giấu giếm cái gì. Rồi phân thuốc của em xài em cũng quay trước mặt anh em, mà nhiều anh em làm sao em làm em thấy nó hiệu quả, nó 100% không có chứ không phải 80% anh em. Còn nhiều anh em sao làm em thấy gì, nhiều khi nó sơ sẩy đủ thứ hết. Em cứ chia sẻ anh em, nhiều anh em xem mà cứ nói ở sao nó ổng nói tới nó lui có bao nhiêu đó, không phải đâu. Thì em có làm thì mới quay cho anh em xem, rồi em để cho nhiều khi anh em xem mà nó mới có nửa clip rồi các anh em bỏ qua, rồi anh em không có thấy cái khúc đó chỉ thôi ổng chỉ vậy rồi là ok rồi. Rồi còn khi chăm nữa làm chi, mình chăm cho nó đạt hiệu quả chăm sóc. Tại sao em cứ có tối ngày cứ quay cà clip cú mai chăm mai thì có cú cây mai á khỏe rồi anh em chăm tưới phân tưới thuốc á nó bình thường, còn cây mai yếu mà anh em cú sống lại mới gọi là mới là phân thuốc hay cách mình chăm sóc làm sao nó mới là ok, là mới nó mới hay anh em. Em nói thật rồi thì cũng chia sẻ anh em vậy đó, tề rễ lại tề cành lại ha, trên cành thì mình cắt vắn lại cái mình trồng lại thôi anh em, chứ không vậy đó rễ nào bất cứ rễ nhỏ rễ lớn anh em cắt hết. Còn kỹ thì khi nó đùng nhựa mình tưới chuẩn xị thôi. Mấy cây mai đem về bển nó đâm 4-5 cây rồi, để gác nó đây đựng để cho nó ấy nước nhẹp, gác trên đường nè để nó cỏ gác. Anh em thấy không, cứu được cây mai, làm lại cây mai nó sống khỏe rồi mà giờ nó bị như vậy nè, anh em thấy buồn không? Nói anh em bấm sơ lại như vậy đặng cho nó chừa mấy cái nhánh này nè, đúng không anh em, đặng cho nó đâm cái mạch mới nó mau ra. Còn anh em đừng có con vô tới cái cành chừa, cắt lại chừa 5 phân vậy nè, đặng trong đây nó mau ra tự có nghe anh em. Dựng đứng lên tự cắt cho nó lẹ chút, nói anh em cứ tè sơ lại vậy nè, thấy không, rồi lãi lá bỏ nghe anh em. Nếu anh em cắt rễ rồi thì anh em phải làm là cho nó mà lãi lá bỏ hết, rồi bấm cành lại chừa nhí nhí vậy nè.